Cao Chí Minh xin chào tất cả các bạn. Đây là cây đàn Yamaha model G120D. Một cây đàn âm rất hay. Ngoại hình rất là đẹp. Mời các bạn xem đánh giá tổng thể và chi tiết. Đầu tiên là về ngoại hình thì các bạn quan sát về mặt top này. Đàn không có nứt vỡ ở đâu cả nhé. Tất cả đều nguyên vẹn, nguyên bản, không sửa chữa. Hông đàn. Phần hông đàn. Phần lưng đàn. Trong quá trình sử dụng thì người dùng thì người ta cũng không tránh khỏi những cái va chạm nhẹ. Thì ở đây là những cái va chạm thôi, không có gây nứt vỡ gì hay là vào phần gỗ. Tất cả chỉ ở mức chảy xước trong quá trình thời gian sử dụng thôi. Đàn vẫn còn rất bền và nguyên vẹn. Các bạn có thể sử dụng 5-70 năm nữa vẫn ok, vẫn bền đẹp. Tổng thể phần lưng, hông, mặt, hông. Tiếp theo là phần cần đàn. Đây là mặt tút cần đàn. Đây là bộ dây cũ, tôi sẽ thay mới cho các bạn hoặc tặng kèm cho các bạn một bộ dây mới trị giá 150.000. Cần đàn. Khóa đàn. Cần đàn rất thẳng. Bây giờ tôi test nhanh cho các bạn nghe âm thanh. Âm bát, âm trung và âm chép. Các bạn nghe tôi test nhanh nhé. Gần hơn một chút. Âm thanh tuyệt vời, quá hay, đúng là thương hiệu Yamaha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Cây Yamaha G120D giá 2,8 triệu.